OK, vậy thêm một câu nữa cũng từ bạn Quỳnh như vợ chồng anh có dự định sinh thêm em bé không ạ? Wow, khó quá gì? À, người ta nói là người ta nói nha, người ta nói, người ta nói, người ta nói chứ không phải phút nói nha, người ta nói là nếu mà uh, có con á, có được uh, một cặp là con trai con gái là là một cái điều tuyệt vời và đẹp nhất của đôi vợ chồng. Thì uh, thời điểm hiện tại bây giờ con trai đông hơn gái dạ đúng rồi đúng không con <laughs> trai đông hơn gái nên là thời điểm hiện tại phúc thấy con, con trai không có còn quan trọng nữa giống hồi xưa đâu nha xưa <laughs> ai muốn mình có con trai mà bây giờ phúc hỏi rất là nhiều bạn của phúc bây giờ hiện tại toàn là thích để gái không à chính xác luôn à muốn con gái không à thì phúc cũng nghĩ là mình mình biết mình phải cũng có đứa gái được không ta còn đó là cái cái suy nghĩ và tính thôi <laughs> muốn, hay à, à. không cũng 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 còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố giống như cho này à, trước đây cũng là cái cái duyên Um, cho tới thời điểm mà uh, sau khi phúc uh, hồi phục um, hoàn toàn thì uh, trở lại âm nhạc thì lúc đó phúc mới có baby được nó cũng là một cái duyên đó yeah. uh -huh. um, con cái là trời cho thôi trời cho nhiều lấy nhiều <laughs> nên các bạn hãy đợi ở thì tương lai sẽ trả lời tất cả ok